lên G15V3 lên để kép mấy các bạn. Đĩa này là đĩa 300. Hello, xin chào tất cả anh em, thì mình là Tony Baker đây. Hôm nay mình đi uống cà phê sáng với thằng Đoạn, quên, Tấn Hữu Đặng. Thì xe của thanh niên này là vừa lên đĩa kép 300mm Bushin. Thì mình thanh niên này sẽ lượn một vòng rồi sau đó là sẽ quay cái chiếc xe lên đĩa kép như thế nào cho các bạn xem á.
G15V 3 lần đĩa kép mấy các bạn. Đĩa này là đĩa 300mm. Cái đĩa này đúng ra là nó của chiếc G3 anh em, mà nó cùng cái bát chứ cái chiếc này, cho nên nó làm nhập về độ cho chiếc này luôn, cho nên mình làm là mình phải chế con ốc. Chế con ốc. Đây nè. Chỉ đây nè. Chân ốc mình phải đưa ra để không để hẳn xuống nữa. Chứ để độ của nó thì cũng không có, mà cái này chứ để của G3 300mm. Tại cái bát gắn cái đĩa kép. Mình phải tiện là cái này nữa. Tiện là cái lồng. Thì gắn này nhìn xe nó ngầu hơn. Nữa thì thanh niên chủ xe sẽ lên thêm cái con heo. Thêm con heo nữa. Heo giả cho nó đẹp hơn. Ngầu hơn. Lên đi kép thì nhìn như là 600cc.